Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2023, Ban công tác mặt trận Khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình tổ chức điểm hội nghị kiện toàn Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ năm 2024-2026. Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quỹ ở phố. Ông Quỳnh Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Bình. Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình cùng có đồng chí Bí Thư, trưởng khóm, trưởng ban công tác mặt trận các khóm Tân Thạnh, Tân Khánh và các vị đại diện nhân sĩ, tri thức, tôn giáo trên địa bàn đến dự. Báo cáo kết hoạt động của ban công tác mặt trận khóm nhiệm kỳ qua cho thấy, ban công tác mặt trận khóm luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và chương trình hành động của Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình. Nổi bật là kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, công tác đền ơn, an sinh xã hội chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, chăm lo cho hộ cận nghèo, hộ có cảnh khó khăn, giới thiệu việc làm, xây dựng cảnh quan môi trường. Kết quả xây dựng gia đình văn hóa trong năm 2021, 2022, 2023 có 411 đạt chuẩn, đạt 93% trên tổng số hộ ở toàn khóm. danh hiệu khóm văn hóa được giữ vững hàng năm. Tham qua các cuộc vận động, khóm đã cắt được 3 căn nhà đại đoàn kết trộn nghèo, cấp phát hơn 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá hơn 200 triệu đồng. Hội nghị đã hiệp thương cử ban công tác mặt trận khóm Tân Bình, nhiệm kỳ năm 2024-2026 là 10 vị và hiệp thương cử bài đại biểu đi dự đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình nhiệm kỳ năm 2024-2029. Dịp này, Ủy ban dân thị trấn Long Bình tặng 3 giấy khen cho cá nhân có hành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.